Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên giới thiệu về các cái dòng phụ tùng để làm xe điện 3 bánh, 4 bánh, xe điện và xe xăng. Cái video hôm nay mình xin giới thiệu một cái bộ phụ tùng để chuyển đổi từ cái xe máy của mình sang xe 3 bánh. Tải trọng có thể lên đến 5 tạ. Bộ phụ tùng bao gồm một cây cầu sau có chiều dài là từ 80 cho đến 1m25, tùy chọn khách hàng lựa chọn. Cây cầu này đi kèm theo một bộ số mạnh để tăng cái sức kéo cho cái động cơ theo xe máy. Nó có dây số và một cái bộ số lùi, bộ số tiến lùi dành cho máy 110 và máy 125 trở lên. Cái đấy khi mua thì khách hàng lưu ý lựa chọn. Cách chọn cái hộp số đây tí nữa sẽ được giới thiệu cụ thể hơn. Một đôi nhíp 5 lá rất là khỏe. Một cặp bánh sau 400-12. Tải trọng một bánh này là 290 kg. Một bộ phụ kiện phanh chân đầy đủ, bộ phụ kiện phanh tay đầy đủ, và một đôi đèn hậu rất là đẹp. Việc làm một cái xe 3 bánh như này thì nó cũng rất là dễ thôi. Với một cái xe máy bình thường thì ta sẽ cắt một lửa cái xe máy ra, cái phần ghế ngồi để lại và phần bình xăng để lại, phần khung bánh sau là mình bỏ hết. Đấy, sau đó là hàn một cái bộ khung câu từ cái gầm để chân của mình, và hàn với lại cái phần trên cái ghế ngồi mình mới cắt để tạo ra một cái bộ khung chính. Toàn bộ cái phần khung chính này sẽ được đặt lên trên một đôi nhíp, và cái đôi nhíp này thì được đặt lên trên cái cầu, nó sẽ đỡ đấy cái đôi nhíp này. Như thế là mình sẽ phần cầu và những cái phụ kiện này gần như là mình lắp ráp, chỉ có phần khung hàn với xe máy là mình phải hàn thôi. Thì việc hàn của một khung đấy cũng khá là dễ dàng và hầu như ai cũng có thể làm được, chỉ cần một cái máy cắt và một cái máy hàn, không cần bất kể một cái máy gì khác nữa là ta có thể gia công được. Chọn một cái bộ phụ tùng này thì bên mình đang bán với cái giá là 6,2 triệu, chưa bao gồm cước vận chuyển. Đối với những cái cầu ngắn hơn một chút nữa thì giá sẽ rẻ hơn. Sau đây mình sẽ đi chi tiết cho các bạn xem một số cái sản phẩm gần hơn. Trước tiên là mình giới thiệu đến cái bộ số phụ này. Số phụ này bình thường nó là số rời ở ngoài. Khi ta lắp vào cái cầu này thì ta sẽ lắp bắt cứng vào cái cầu này. Mình sẽ giới thiệu cách bắt cái hộp số này lên cái cầu này ở trong một video tiếp theo. Các bạn chú ý đón xem nhé. Đấy. Tiếp theo là phần khớp cắt đăng. Khớp cắt đăng được kết nối lên cái phần số lùi qua một cái ống nối ở đây. Ống nối ở đây thì bên bán là chưa ra làm sẵn. Anh em mình về làm xe thì còn tùy theo khổ độ dài ngắn của cái thùng xe để mình gia công. Thì cái gia công của cái ống này thì cũng rất là dễ thôi. Chỉ cần mua một cái ống cứng cứng dày một chút. Ống 27 nếu mà mua được thép đen là tốt nhất. Đấy. Thì luồn vào đây. Một đầu là hàn chết vào đây. Và một đầu là hàn lên cái khớp trượt này. Cái khớp trượt này nó để triệt tiêu cái dao động khi mà cái trục các đăng nó không theo một phương thẳng. Còn nếu như nó tương đối thẳng thì anh em có thể bỏ qua cái khớp này đi. Bởi vì thực tế là cái trên cái hộp số này nó vẫn có dao động. Và trên cái đầu sọ này nó cũng có dao động. Cái dao động này nó cũng có. Cho nên là nếu như cầu mà tương đối thẳng thì cái khớp này cũng gần như không dùng đến.
hàn thẳng vào đây và vào đây là xong. Khi chuyển động thì nó chỉ có dao động nhẹ thôi. Còn đây là cái bộ dây số của nó. Phần dây số này thì cũng rất là dễ. Sau khi ta làm cái thùng xong thì cái phần mặt này là sẽ được hàn vào cái phần khung ghế ngồi của mình. Cái phần mặt này sẽ được hàn vào khung ghế ngồi, nó sẽ theo cái phương như thế này. Đấy, phần dây sẽ luồn từ đây và kéo qua bên này, kéo vào xỏ dây đây và kéo vào đây. Đấy, sang số nó cũng khá là dễ luôn. Đây là phần dây. Còn cái phần nhíp thì nó cũng khá là dễ dàng lắp đặt thôi. Thì trên cái cầu này nó có cái gối này rồi. Cái gối này sẽ phải hàn vào cái cầu này để chống nó trượt như này. Một số anh em là về không hàn mà chỉ quang không vào là khi chạy nó sẽ bị xoay cầu là nếu mà xoay nhẹ thì không sao, nhưng xoay như mạnh là có thể bể tăm bua phanh. Đấy. Sau khi hàn rồi thì ta đã đặt cái nhíp lên. Và dùng cái bộ quang nhíp quang lại. Cái bộ quang nhíp này thì có hai cách. Một là gối cầu ta sẽ đặt cái nhíp lên bên trên và quang nó vào như thế này. Đó, phần quang nó sẽ quang qua khung cầu và ôm vào đây. Thì có một số bạn thì có thể muốn khung gầm nó thấp thì quang xuống dưới. Còn bình thường người ta cứ đặt lên trên cầu cho nó khỏe. Ở trong cái túi bóng này là đầy đủ cái phụ kiện của cái nhíp. Cái phần đây là phần đèn. Đèn này là đèn 12V. Đèn led 12V rất là đẹp. Cái bánh này là bánh 400-12. Đây các bạn có thể nhìn cái thông số của cái vành này. Đấy, 400-12. Đây là cái thông số cân nặng của nó này. Đây, 290 kg mắc loát, tải trọng cao. Ngoài ra thì tùy theo nhu cầu anh em thay đổi cái mẫu bánh này để cho nó giảm tiền đi. Nếu như chỉ là với cái mục đích đi lại bình thường, không có nhu cầu lớn về chở hàng thì có thể bỏ số phụ và lắp một cái bánh nhỏ hơn thì giá nó sẽ rẻ đi rất là nhiều, nó chỉ rơi vào khoảng 4,8 triệu thôi. Đây là toàn bộ cái tổng thể của cái bộ này. Đây các bạn xem lại tổng thể một lần nữa. Nếu thấy cái video của mình hay thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem và có thể tham khảo những cái giá khác thì hãy comment ở dưới, mình sẽ trả lời hết. Tất cả các mặt hàng giá cả là công khai, đã có báo giá ở trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.